sau khi mình đã có, bây giờ là mình đã có đại khái là có cái thằng màu cho nó rồi, đã vẽ lên được cái hình nó rồi, bây giờ đến việc mình xử lý data như thế này đúng không? Thì xử lý data thì mình sẽ tạo ra cái class để quản lý cái data của mình, new data class quản lý data, ok rồi. Thì khi có thằng quản lý data rồi thì cái thằng này mình sẽ trả về cái câu lệnh cho nó, trả về câu lệnh cũ cho nó, có nghĩa khởi tạo lên, khởi tạo mạng 4 đến 4 đấy. Thì cái thằng quản lý data đâu rồi, quản lý data mình đây, ok. Em có thằng quản lý data là em lại lại sang cái này ta quản lý data đấy, thì quản lý data đấy mình sẽ đầu tiên là mình muốn tạo ra cho nó những cái số zalo đúng không đấy, thì đây mình sẽ public void đây, mình sẽ tạo ra các cái số zalo từ khoảng tầm từ 2 đến 4 thôi, mình sẽ gọi là cho nó tạo số. Thì đầu công việc trước tiên mình phải làm tạo số đó là gì, đó là mình phải kiểm tra những cái số là có bao nhiêu số còn trống không, những từ ô còn trống thì mình mới tạo chứ, cái ví dụ như kiểu ô mà không còn một ô trống thì mình sẽ không tạo cho nó nữa đấy. Ô còn trống mà không for y bằng y bằng không chấm vào y nhỏ 4 chấm vào y cộng cộng đấy, for tiếp y bằng y bằng không chấm vào y nhỏ 4 chấm vào y cộng cộng đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ kiểm tra nếu như thằng data sc chấm data.arr từ y từ y bằng không mà đấy, thì số khoảng trống của mình ô khoảng trống mình sẽ tăng thêm một đơn vị đó. Sau khi ở đây kết thúc đúng không, sau khi đã biết được số lượng ô khoảng trống rồi ấy, thì mình sẽ kiểm tra, mình sẽ tối đa cho nó là tạo ra cùng từ 1 đến khoảng tầm 1 đến 2 ô thôi nhé, từ 1 đến 2 ô thôi đấy. Đây từ 1 đến 2 ô thì đây mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái ô à còn trống, ô còn trống à đấy mà lớn hơn hoặc bằng 2 đã, đấy thì lúc này mình sẽ chết rồi, thiếu rồi, thiếu mình sẽ phải có một cái răng do răng đường nữa, căn chấm sức y có chết nhầm sorry, căn chấm sức y đi ngoài thư viện r bằng new răng do đây. Nếu như mà có còn chấm lớn hai thì mình kiểm tra if r chấm next back in 10 mình tỷ lệ tạo hai ô mình sẽ ít đi nhé, ít đi nhé. Nên là mình sẽ ở đây nếu như mà thằng này mà lớn hơn 6 đó, nếu là 6 thì cái số cái ô còn trống kia sẽ bằng 1, có nghĩa lúc này mình sẽ cho chỉ cho nó tạo một ô thôi, còn nếu như mà không thì ô còn trống kia sẽ bằng 2 đó, thấy chưa. Còn nếu như mà ô còn trống lớn hơn 3, nếu ô còn trống bằng 1 bằng 1 thì là số ô còn trống vẫn bằng 1 này, thế không cần eo, thế không cần eo, nhưng cái trường hợp kia lớn hơn bằng 2 thôi. Còn nếu như mà nó bằng 1 thì mình thì bằng 1 hoặc bằng 0 thì mình sẽ không kiểm tra, không có không không cần gắn với chị nó. Rồi.
tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiến hành xem là mình sẽ tiến hành tạo ra các số random chẳng hạn. Đó thì bây giờ là bây giờ thứ nhất là bây giờ là mình sẽ đầu tiên là while nếu như ô còn trống mà lớn hơn bằng 2 đi. Đó, lớn hơn bằng 2. À, lớn bằng 0, quên. Ô còn trống khác không. Đấy. Thì mình sẽ tiến hành tạo ra cái ô, mình sẽ tiến hành tạo ra cái số 2 và số 4 cho nó. Bây giờ là mình sẽ lấy, bây giờ mình sẽ lấy ra ngẫu nhiên này. Đầu tiên mình sẽ lấy x này bằng r chấm make in 4, được chưa? Mình sẽ lấy ra ngẫu nhiên của một vị trí của một ô, cái vị trí của một cái ô bất kỳ ở đấy. Đấy, xong rồi mình kiểm tra. Nếu như mà cái thằng data chấm getData chấm array thứ x thứ y, nếu như cái thằng này mà nó bằng bằng không thì sao, cái ô mình lấy ngẫu nhiên bằng bằng không ra khác không, nó không chứ, nó không. Nếu cái thằng này lấy khác không ấy, nghĩa mình vẫn chưa lấy được cái vị trí ô còn trống không, thì mình sẽ lấy lại tiếp, sẽ lấy lại, lấy cái ngoài sẽ lặp lại đi, khiến khi nào mình lấy được cái ô mà lấy được cái ô mà nó cũng rỗng thôi, nó bằng không thôi. Đấy, sau khi đấy xong nhé, xong rồi xong thì ở đây mình sẽ tiến hành là nếu như mà chặn xong vòng ngoài này chắc chắn mình sẽ ra cái ô mà nó bằng không rồi. Thì đây mình sẽ kiểm tra để bắt đầu tạo ra số 2 và số 4 này. Ít chấm make error chấm make in, mình cho tỷ lệ số 2 với số 4 bằng số 4 ít hơn lớn hơn 6, rồi in 10 thôi. Thì cái data chấm get data chấm rr thứ x thứ y bằng bằng 4 đấy, bằng 4, quên, sorry các bạn. Còn nếu không, không thì sao, không thì sẽ bằng 2 đó. Và bởi vì mỗi lần tạo số random này mình sẽ chỉ tạo ra từ 1 đến khoảng 2 ô cho phép thôi ấy. Nên là mỗi khi mà mình tạo được ô này rồi ấy, thì cái ô trống kia, số lượng ô còn trống ấy, sẽ bị giảm đi một đơn vị đó. Ok. À, xem nào, thế thì thằng này mình sẽ tạo cho nó cái constructor đi. Constructor. Và mình sẽ gọi cái hàng tạo số ở đây. Đó, ok chưa? Rồi. Nhưng mà bây giờ nhá, thì tiến hành để tích hợp cho nó vào trong cái game này. Thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái thằng quản lý data. Quản lý data, ok chưa, chấm vậy. Rồi thì tương tự như vậy ấy, tương tự như thế ấy, vì mình không muốn cái hãng của phần main mình nó là nhà ấy, nên là mình sẽ vào trong này, mình tạo đây. À, quản lý data đây mình sẽ truyền vào cho nó đấy, zip chấm quản lý data, vâng, quản lý data đó, phần zip chấm quản lý data bằng new quản lý data đấy, chấm vậy. Rồi tiếp đến nữa là zip, bây giờ mình đâu thế này thôi nhỉ, mình chỉ cần gọi constructor nó đã tạo ra số random cho mình rồi đó. Rồi nhưng mà căn cho s lại thì bên này sẽ bị lỗi, bởi vì mình thiếu mất cái biến quản lý data của mình. Quản lý data phải là đấy. Rồi bắt đầu mình tiến hành chạy nào. Đấy
Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó bắt đầu gần gần giống rồi đấy, gần giống rồi đấy. Đấy, thì bây giờ là đã xong cái bước vẽ hình rồi đúng không? Đấy, thì tiếp theo thì sẽ hướng dẫn các bạn là add cái sự kiện cho nó.